Hãng tin BBC của Anh ngày hôm nay đưa tin cho hay ít nhất 4 người đã bị thương tại Scotland trong ngày 2 tháng 1 khi một máy bay Saab 340 chở khách của hãng hàng không Loganair đã bị gió mạnh hất văng khỏi đường băng khi đang cố gắng cất cánh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc máy bay cỡ nhỏ đang mang theo 25 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn chuẩn bị cất cánh từ sân bay Stornoway đến Glasgow. Các nhân chứng cho biết là họ cảm thấy gió thổi rất mạnh vào đuôi máy bay khiến nó lạc khỏi đường băng và lao ra bãi cỏ bên cạnh. Trong khi đó, ngày hôm qua tại Mỹ cũng ghi nhận một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng khi chiếc máy bay cỡ nhỏ Piper PA-34 đang trên hành trình từ bang Florida tới bang Illinois thì rơi xuống khu vực nhiều cây cối gần một cái hồ cách sân bay Kentucky Dam 11,3 km về phía đông. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng và duy nhất một bé gái 7 tuổi sống sót. Chính em bé này đã chui ra khỏi máy bay và đi báo với người dân địa phương nơi máy bay gặp nạn. Hiện tại giới chức địa phương chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như mối quan hệ của họ với cô bé sống sót.